Xin mến chào toàn thể quý anh chị các bạn đang xem bản tin giá cả thị trường thủy sản tại khu vực miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục làm clip cập nhật giá tôm thẻ, tôm sú oxy tại khu vực Trà Vinh, tôm thẻ ao bạc kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu và tôm thẻ ao bạc kiểm kháng sinh và bắt màu tại khu vực Cà Mau. Trước khi vào bản tin chính, quý anh chị các bạn nhớ ấn giúp mình một like và đăng ký kênh nhé. Cụ thể giá tôm thẻ oxy tại khu vực Trà Vinh như sau: 30 con giá 170.000, 40 con giá 154.000, 50 con giá 135.000, 60 con giá 127.000, 70 con giá 118.000, 100 con giá 103.000, sú oxy 20 con giá 250.000, 30 con giá 210.000, 40 con giá 170.000, 50 con giá 150.000, 60 con giá 120.000, 70 con giá 110.000. Thì tại khu vực Trà Vinh, quý anh chị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại là 0799414474. Tiếp theo đó là giá tôm thẻ ao bạc kiểm kháng sinh tại khu vực Cà Mau: 20 con lớn giá 248.000 lên mỗi con 10.000, 20 con nhỏ giá 248.000 xuống mỗi con 10.000 tới 22 con lẻ, 25 con lớn giá 197.000 lên mỗi con 7.000 tới 22 con lẻ, 25 con nhỏ giá 192.000 xuống mỗi con 5.000 tới 26 con, 30 con lớn giá 169.000 lên mỗi con 3.000, 30 con nhỏ giá 166.000 xuống mỗi con 3.000, 40 con lớn giá 146.000 lên mỗi con 1.000, 40 con nhỏ giá 146.000 xuống mỗi con 2.000, 50 con lớn giá 133.000 lên mỗi con 1.000, 50 con nhỏ giá 133.000 xuống mỗi con 1.000, 60 con lớn giá 124.000 lên mỗi con 500, 60 con nhỏ giá 125.000 xuống mỗi con 500 tới 65 con, 70 con giá 122.000 lên xuống mỗi con 500 tới 75 con, 80 con giá 112.000 lên xuống mỗi con 500 tới 90 con. Tiếp theo đó là giá tôm thẻ bắt màu: 50 con lớn giá 133.000 lên xuống mỗi con 1.000, 60 con giá 123.000 lên xuống mỗi con 500, 70 con giá 118.000 lên xuống mỗi con 500 tới 75 con, 80 con giá 111.000 lên xuống mỗi con 500 tới 85 con, 100 con lớn giá 102.000 lên mỗi con 300, 100 con nhỏ giá 102.000 xuống mỗi con 200 tới mốc 130 con, 150 con lớn giá 90.000 lên xuống mỗi con 200, 150 con nhỏ giá 88.000 xuống mỗi con 200 tới mốc 170 con, 200 con giá 72.000 lên mỗi con 200, 200 con nhỏ giá 68.000 xuống mỗi con 300. Tại khu vực Cà Mau, quý anh chị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại là 0868067777 hoặc 0916828169. Tiếp theo đó là giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu: 20 con giá 248.000, 25 con giá 195.000, 30 con giá 168.000, 40 con giá 147.000, 50 con giá 134.000, 60 con giá 124.000, 70 con giá 119.000, 80 con giá 113.000, 100 con giá 100.000. Sú oxy giá 20 con dao động khoảng 250 cho đến 260.000, 30 con giá 200 cho đến 210.000. Tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, quý anh chị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại là 0979257767. Và cuối cùng mình xin kính chúc quý anh chị các bạn có vụ mùa bội thu, và đừng quên ấn like, ấn đăng ký kênh để tiếp thêm động lực mình làm những video tiếp theo nhé.